Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau đây. Các tổ chức quốc tế dự báo nhiều tín hiệu khả quan tích cực cho kinh tế Việt Nam trong những tháng cuối năm 2023. Hưng Yên thu hút được gần 530 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 6,6 tỷ đô la Mỹ và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp có số nộp ngân sách nhà nước lớn đưa số thu 7 tháng của tỉnh Hưng Yên đạt trên 17.000 tỷ đồng. Những lưu ý cho doanh nghiệp khi làm thủ tục giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44 năm 2023 của Chính phủ. Doanh nghiệp chuyển hướng cơ cấu lại sản xuất để vượt khó. Sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Việt Nam đang được đánh giá tốt hơn nhiều quốc gia khác về mức độ phục hồi sản xuất, là điểm đến hấp dẫn của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tín hiệu kinh tế khả quan trong những tháng cuối năm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023 nhờ lĩnh vực xuất khẩu phục hồi và các chính sách trong nước được nới lỏng hơn sau giai đoạn thực hiện nhiều biện pháp chặt để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Cho đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 8 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện dịch chuyển sản xuất, tính ổn định chính trị. Điều này khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam. Lũy kế đến hết tháng 7 năm 2023, tỉnh Hưng Yên có 527 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 6,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về số dự án và số vốn đầu tư. Hiện Nhật Bản có 170 dự án với số vốn đăng ký gần 3,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn một nửa tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên. Xếp thứ hai là Hàn Quốc với hơn 140 dự án có số vốn đăng ký gần 900 triệu đô la Mỹ. Xếp thứ ba là Trung Quốc có trên 130 dự án với số vốn đăng ký gần 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hiện hai khu công nghiệp là Thăng Long 2 của nhà đầu tư Nhật Bản đang xây dựng hạ tầng, phần mở rộng diện tích và khu công nghiệp sạch của nhà đầu tư Hàn Quốc đang xây dựng hạ tầng, chắc chắn thu hút vốn đầu tư từ hai quốc gia này vào Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Qua 7 tháng, công ty cổ phần Bia Hà Nội Hưng Yên 89 trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm nộp ngân sách nhà nước 90 tỷ đồng, phấn đấu số nộp cả năm đạt 160 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cùng với các doanh nghiệp khác như công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội, công ty Daikin Việt Nam, công ty Hitachi, công ty Asicoc Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát hàng năm luôn nằm trong top đầu những doanh nghiệp có số nộp ngân sách nhà nước nhiều nhất cho tỉnh Hưng Yên. Kết quả này góp phần đưa thu ngân sách nhà nước qua 7 tháng của Hưng Yên đạt trên 17.000 tỷ đồng, bằng gần 78% kế hoạch đề ra cả năm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, hội viên Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên không chỉ tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng mà còn có nhiều việc làm thiết thực đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày Tết, Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh đều phát động các hội viên đi thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách còn cảnh khó khăn. Năm 2023, hội phát động phong trào xây nhà đồng đội, các hội viên đã ủng hộ số tiền trên 250 triệu đồng để triển khai xây 5 căn nhà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hiện đã triển khai xây dựng và bàn giao 3 căn nhà cho các hội viên gia đình chính sách tại huyện Tiên Lữ, Phù Cử và huyện Khoái Châu. Mức hỗ trợ mỗi trường hợp là 50 triệu đồng. Cùng với ủng hộ giúp đỡ của gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương đã giúp các hội viên có nhà ở ổn định, khang trang hơn. Trong đợt tới thì chúng tôi còn triển khai tiếp 2 căn nhà nữa để đảm bảo được cho cái công tác có đền ơn đáp nghĩa của đối với Hội Cựu Chiến binh cũng như là Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên làm thế nào để đáp ứng một phần đối với những khó khăn của các gia đình. Thưa quý vị, qua số điện thoại 0363089089 và hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chương trình nhận được câu hỏi của các doanh nghiệp cá nhân gửi về thuộc các lĩnh vực như chính sách thu hút đầu tư, chính sách thuế, hải quan. Trong phần hỏi đáp doanh nghiệp hôm nay, mời quý vị đến với nội dung trả lời của đại diện Cục Thuế tỉnh Hưng Yên với câu hỏi của doanh nghiệp có nội dung như sau.
doanh nghiệp cần làm gì để được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023 của Chính phủ. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, thì ngày 30 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44 về việc giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%, trừ một số hàng hóa dịch vụ. Và để được áp dụng cái chính sách giảm thuế theo Nghị định số 44, thì trước tiên doanh nghiệp cần phải nghiên cứu kỹ nội dung của Nghị định 44, tham khảo nội dung các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng như của Cục Thuế và đối chiếu với hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp đang sản xuất để thực hiện. Nếu hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% và không nằm trong phụ lục số 1, số 2 và số 3 ban hành kèm theo Nghị định 44 thì được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế tại mẫu số 01 kèm theo phụ lục số 4 của Nghị định số 44 và nộp cùng tờ khai thuế giá trị gia tăng ạ. Quý doanh nghiệp cá nhân có những nội dung cần thông tin trong chương trình hay có những câu hỏi cần các cơ quan chức năng liên quan trả lời, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363089089 hoặc địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164, Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, 2 năm trở lại đây đang là giai đoạn khó khăn nhất của cộng đồng doanh nghiệp. Khó khăn về thị trường tiêu thụ giảm sâu, đơn giá giảm trong khi chi phí đầu vào sản xuất tăng và bấp bênh làm cho sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ. Để khắc phục khó khăn, việc chuyển hướng và cơ cấu lại sản xuất là đòi hỏi bắt buộc đối với từng doanh nghiệp. Sản xuất của nhà máy ống thép Hòa Phát qua 7 tháng đầu năm có thấp hơn so với cùng kỳ, nhưng sản lượng xuất khẩu lại tăng đạt 13.000 tấn sang các nước Canada, Myanmar, Ấn Độ. Đây là kết quả của việc chuyển hướng và cơ cấu lại sản xuất mà doanh nghiệp thực hiện để đối phó với khó khăn. Khi thị trường nội địa tiêu thụ giảm, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm thị trường để xuất khẩu và dự báo sản lượng xuất khẩu sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm. Cùng với đó, doanh nghiệp đầu tư máy móc để cơ cấu lại mặt hàng sản xuất, chú trọng đi vào những sản phẩm mới. Một là đầu tư dây chuyền sản xuất ống cỡ lớn để thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác với đường kính ống lớn lên đến 325mm, chiều dày 12mm và chiều dài 12m, sử dụng cho các công trình trọng điểm như nhà ga, các công trình về đường cứu hỏa. Thứ hai là đầu tư dây chuyền máy cán nguội tự động để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Thay đổi và cơ cấu lại sản xuất là cụm từ xuất hiện nhiều nhất ở các doanh nghiệp trong thời gian ngắn trở lại đây. Những doanh nghiệp gặp khó khăn càng lớn thì việc cơ cấu lại sản xuất để ổn định và trụ vững lại càng mạnh mẽ hơn. Trafaco là doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thuốc tân dược tiêu thụ tại thị trường trong nước. So với doanh nghiệp sản xuất ở những ngành hàng khác thì mức độ ảnh hưởng ít hơn. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 7 tháng qua đều tăng so với cùng kỳ, nhưng không vì thế mà doanh nghiệp không có sự dịch chuyển thay đổi để tự làm mới mình tốt lên, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đã khảo sát tất cả các công việc mà phục vụ cho cái chuyển đổi số như là tham gia góp ý các cái ý tưởng để làm sao mà cái hiệu quả của cái dự án của chúng tôi là tốt nhất. Và với cái dự án này thì chúng tôi sẽ mong muốn là tạo ra những cái hiệu quả trong cái quá trình vận hành công ty được tốt hơn, cũng như là thay đổi các cái quy trình kinh doanh hoặc là các cái trải nghiệm khách hàng để đưa tới sản phẩm cho người tiêu dùng cũng như là phát triển chung của công ty. Chính trong khó khăn, theo đại diện nhiều doanh nghiệp, đây lại là quãng nghỉ để mỗi doanh nghiệp tự nhìn nhận, đánh giá lại mình trong từng công đoạn sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chuyển hướng và cơ cấu lại sản xuất từ mặt hàng cho đến thị trường tiêu thụ để hiệu quả hơn là điều được hầu hết doanh nghiệp tính tới như là bước chạy đà sau giai đoạn dài khó khăn để chuẩn bị bước sang giai đoạn mới khi tín hiệu kinh tế được các chuyên gia dự báo sẽ có nhiều khởi sắc hơn từ cuối quý 3, quý 4 năm nay. Quý
Quý vị thân mến, đến đây thời lượng 10 phút của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này xin được dừng lại tại đây. Quý doanh nghiệp, cá nhân có những nội dung cần thông tin phản ánh trong chương trình hay có những thắc mắc kiến nghị cần các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trả lời giải đáp, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363089089 hoặc hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Phòng phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chuyên mục tuần sau.